Rồi. Hello Okay. are you today? I'm good. Okay. And how about your homework? Con làm bài về nhà chưa Linh? Record a video and show of what are in your special case. Con làm bài đó chưa nào? Chưa làm hả? Con về con làm cho cô nha. Sau mình sửa ha, được không? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp bài của mình ha. Unit 23 here at our school. Rồi, mình sẽ học tiếp con nhé. This way I said with you. Look at this. Here. Trước mình học tới phần nào mình. Đây, nào, mình sẽ tiếp tục cái bài ở phần này. Đây, this Yeah, can you see this? Can you see the screen I share with you? Con nhìn thấy bài của xe với con không nào? Con nhìn thấy bài của xe. Ok. Nào, con nhớ bài này không? Đây. Bây giờ con sẽ nói về những cái thông tin của con. I go to what's the con sẽ trả lời những cái câu hỏi bên trên này nè. What is the name of your school? Number two, where's your school? Which class are you in? And how many children are there in your class? And what's your teacher's name? And who do you sit next to? Okay. Now your turn. Talk about your school. Now I go to ví dụ như con tên trường của con là cái gì đó thì con nói vào. Now, can you do this? Linh, bây giờ con nghĩ ra đi. Ví dụ như cái tên trường của con hay gì, con không nhớ, con thêm con đại một cái tên gì đó. Ví dụ à, Lomonosov hả? Lomonosov hả? Trường của gì mà trường của trường quốc tế hả Linh? Trường của Nga hả con? Trường của gì mà Lomonosov hả? Trường của Nga hả Linh? Hay là của gì? Của nước nào vậy? Nghe cô hỏi không? Trường của Nga hả con?
hay là của gì, của nước nào? Có nhớ là tên của nhà khoa học lắm. À, ủa con học homeschooling hả? Hay sao? Hay con có đi tới trường không? Hay là con chỉ học ở nhà thôi? Con đi tới trường. À, đi tới trường hả? Rồi. My school is in ngay chỗ này, con sẽ đặt cái tên cái trường của con ở cái đường gì đó. Nào. Number 2 lên. Mỹ Đình Street. Ok. I'm in class. Ok, and there are students in my class. Okay. Our English teacher's name is Miss Hien. And who do you sit next to? Next to my best friend. Okay. Best friend. Remember, friend. F-R-I. À, ngay chỗ này con có chữ R nữa ha. Có chữ R ngay đây ha. Best friend. Okay. Now, can you tell me about your school? Nào, bây giờ con sẽ nói nguyên cái đoạn này cho cô xem nè. Next try. À, Linh, sorry. My school is in meeting. I am in class 5A3. Okay. There are 25 students in my class. Okay. Our English teacher's name is Miss Hien. I sit next to my best friend. And what is the name of your best friend? My best friend name is Tu. Who? Yeah. Okay. Okay, very good. Thank you for your information. Now we move to the next part. Mình qua phần tiếp theo con nhé. Now, next here. F, what am I? Right, yes or no? Okay. Now let me see help here. Now, the first one you have in a room. Now, the question is, what can you find in a room? Now, Lynn, tell me, what can you find in a room? I can see. I can see big bad. Big bag, yes. What else? A bookcase. Bookcase. Desk. Desk.
And a rock. And a clock. Rock. Clock. Cái đồng hồ hả con? A rock. A rug. Okay, okay. And any pictures in your room? Pictures. I have one picture. Picture. Okay. How about the light? Con có cái đèn đèn không? Light. Yes. Okay, lamp. How about lamp? Is it a lamp in your room? Yes. Okay, how about window? I have two windows in my room. Okay, good. And how about teddy bear? Any teddy bear? No. No, no teddy bear. How about wardrobe? Hoặc là closet hay là cupboard. Có cái tủ không con? Okay. And how about a table? Table? No. No, no table. How about chairs? Yes. A mirror? Yeah. Okay. And what else? Pillow. Do you know pillow? Con có cái gối á. Pillow. And blanket. Có cái mền không? Cái chăn không? Okay. Many things in the room. And look at here, you can see something in the room like this. Now bed, chair, table, sofa, etc. Okay. Con có từ etc. là nó vân vân đó. How about on the wall? Now, what can you see on the wall, Lynn? Any? How about how about pictures? Pictures on the wall? Ở trên cái tường thì con nhìn thấy gì nữa nào? Pictures. The first one. Gì nữa lên? The clock. Yes, the clock. Others. Somebody, some people hang the television, the TV on the wall. Có nhiều người thì treo cái TV lên ở trên cái tường đó đúng không nào? TV. Others, maybe photos. Okay, photos. Con sẽ thấy từ picture và từ photo nó khác nhau cái gì lên? Can you tell me the difference between pictures and photo? Photo. Là cái hình á, con chụp á thì sẽ gọi là, hay là ai đó chụp á, ví dụ như chụp gia đình con đi ha, thì gọi là photos. Nhưng mà cái hình mà vẽ tranh phong cảnh hay là gì đó thì gọi là pictures. Ok. Rồi, mình có thể nhìn thấy cái gì ở trên tường nữa ta? How about the board? White board or black board? Board. Is that right? Mình nhìn thấy cái bảng đúng không? Ở trên tường nè. Còn gì nữa ta? Maybe you can see a shelf. Cái kệ á lên. Shelf. Hay là bookshelves. Có nhiều người thì cái kệ sách người ta sẽ đóng luôn lên trên tường đúng không nào? Okay. Bookshelf. Rồi, bây giờ mình xem ở đây nè. Mình có cái gì? What can you find on the wall in a room? A photo? Some painting. Painting cũng là bức tranh vẽ ha. Nó bằng với từ pictures đó. Cupboard, clock, picture. Okay.
Do you understand it, Lynn? Có hiểu phần này không nào? Now, next, what can we have next? Let's see. What am I, right? Yes or no? Huh. Now, you have some places like a house or classroom, table, keyboard. Now, you fill in the blanks here. Tao sẽ chọn. Huh. A bit. I'm in a house or class. Thì ví dụ giống như cái gì á? Ví dụ như con có câu thứ nhất nè. I'm in a house or classroom. Thì con sẽ có những cái gì á ở trong nhà. Nếu mà nó có thì con sẽ dùng với từ yes. Mà nếu mà không có thì con sẽ dùng từ no. Okay. For example, the beach. You can't see the beach in the house or classroom. Mình sẽ không có nhìn thấy một cái bãi biển mà ở trong nhà hay là trong lớp học ha. Linh hiểu phần này không? How about river? Can you see it in a house or classroom? You say yes or no, Linh? Yeah. Yes, here. Oh, how about a flower? Yes or no? In a house or room? Yes. Bookcase. Bookcase. Yes. Yes. A computer. Yes or no? Yes. Yes. And a rubber. Rubber, yes too. Rubber, what does it mean? The rubber nghĩ gì con? Rubber, cái tủ à? À, rubber là gì? Cục tẩy á. Nó bằng với eraser lên. Now, a pencil. Yes or no? Yes. Yes, a chicken. Yes or no? No. No. A door? Yes. Yes. Okay. And number two, I'm on the table. I'm on the table. Now, can you tell me something you can see in the table, Lynn? A flower. Yes or no, Lynn? Yes. Yes. How about bookcase? Bookcase. Yes. Yes. And a computer. Yes. Yes. A ruler. Yes, too. A pencil. A pencil. Can you see a pencil Yes. On the table? Yes. And a door. Yes or no, Lynn? Can you see a door on a table? Lynn, can you see a ball on the table? No. No? Okay, I think so. And number three, people write, draw, and play with me. What this? What are they? No. A flower? No. A computer. How about computer? Yes. Yes. A rubber. A rubber, Lynn. No. No. Oh, you draw? You can draw with a rubber. Khi con vẽ thì con cần tới cái cục tẩy chứ, đúng không?
Đúng không nào? So you say yes. And how about a pencil? Yes or no? Yes. Yes, here. And number four, what? Sorry, I have lots of letters and numbers on my keyboard. And now, I'm a computer or a pencil? Lynn? A computer, yes or no? Yes or no? Cái con có hiểu cái câu ở bên trên không? Tôi Yes. có yes, a computer, yes, and a pencil. How about a pencil? Yes. Yes, no. I don't think so, no. Con có nhìn con đây nè. Có rất là nhiều chữ cái và con số ở trên cái bàn phím của tôi. Thì cái tôi là I'm a computer. Còn nếu ở trên cái bút chì con đâu có nhìn thấy letter with numbers đâu. Now what am I? I am a. Ôi cái này là cái gì ta? Con sẽ có những cái câu này nè. I am in a house or classroom. I'm on a table. People write, draw and play with me. I have lots of letters and numbers on my keyboard. What am I? Cho cô biết đây là cái gì nè. I'm a. Linh nghĩ xem. Linh nghĩ xem nó là cái gì nè. Armor. A bedroom. I'm a bedroom. No. Con sẽ nhìn cái ở giữa kiện thứ ba này, nó ở trên cái giữa kiện thứ hai là nó ở trên bàn ha. Nó ở trong nhà hay là trong lớp học này. Rồi cái thứ hai là nó ở trên bàn này. Cái thứ ba là con người á thì dùng để viết nè, vẽ nè, rồi chơi với nó nữa. Classroom. Classroom, no, I don't think so. Rồi cái gì? Rồi nó có nhiều ký tự và con số ở trên cái bàn phím thì nó là cái gì? Con nghĩ xem. Linh nghĩ xem. Linh nghĩ xem nó là cái gì nè. Là cái gì lên? I think it's a computer. Nó là một cái máy tính đó Linh nè. Computer. Đúng không? Nó sẽ là ở trong nhà nè, hoặc là trong lớp học, hoặc là nó ở trên bàn ha. Rồi, con người thì dù có thể viết nè, vẽ hoặc là chơi với nó nè. Và nó có rất là nhiều ký tự hoặc là con số ở trên cái bàn phím. Được chưa nào con? Do you understand it? Ok. Được chưa con? Được chưa? Con hiểu phần này chưa nào? Do you have any questions? Ok. Now, this is your homework about this make a readers. For example, con sẽ làm những cái câu như I'm in classroom, I'm on a desk, people put pencil and pens in me, what am I? Con sẽ làm những cái câu vậy để con hỏi cô đó là cái gì? Ví dụ, nào, con sẽ có cái câu này nè lên. I'm in a classroom. Rồi, number two, I'm on a desk. People put pencils and pens in me. Now, tell me, what am I? Nào, cho cô biết đây là cái gì nào? Lên nào. What am I, Lên? I am
Pencil case. I'm a pencil case. Okay, I think so. I'm a pencil case. Okay. And now I have another. Bây giờ cô sẽ có một cái khác nghe. Con nghe nhé. I put it on my desk. Okay. Number one, I put it on my desk. I put books and notebooks, pencil case in it. I bring it to school every day. What am I? Lynn, can you guess it? Nào, con sẽ có ba con nhé. Now, number one, I put it on my desk. Okay, number one. Now, number two, I put my books, notebooks, and pencil case, and my pencil case in it. I bring it. Con có từ bring có nghĩa là mang. I bring it to my school every day. And my question is, what am I? Now, Lynn, tell me, what am I? Can you guess it? Con đoán xem đây là gì nào. A bag? Yes, it's a bag, a school bag. Okay. Another. There are numbers. Numbers. And, sorry, number and first. Numbers and and small lines. Những cái gạch nhỏ á. And small lines on it. I use it when I draw a line. Draw lines. Còn có draw lines là cái đường đó, cái đường kẻ đó. Okay. And I put it in my pencil case. And my question is, what am I, Lynn? I am a pencil. Really? Now, remember, look at this one. There are numbers and small lines on it. Nó có số đó. Nó có số và những cái gạch nhỏ 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 đó. Nó là gì nào? I'm not a pencil. Number. Nó có con số với lại là những cái đường kẻ nhỏ ở trên đó. What am I? I use a book. Generalize. No, no. A pen. No. Con dùng nó khi mà con vẽ đường thẳng kìa. Là yes, I'm a ruler. Okay, here you look at this one and you can see here some numbers here. You can see numbers here and small eyes. Có thể thấy nhiều cái đường kẻ. Okay, this is a ruler. Okay, and now number three. Rồi xong hết cái này tới lượt con nha. Cô xem. I put it in my bedroom. I can watch films on it.
And is black. What am I? Now, Lynn, can you tell me what am I? I put it in my bedroom. I can watch films on it and it's black. What am I? I am a girl. What? A girl. Gì con? Con nói lại cho cô nghe xem. A girl. Cái từ đó từ gì nào? Con nào? Can you type it? Con viết ra cho cô xem. On the screen. Con viết. Gối. Cái gối là no, I don't use a pillow. No, I'm not a pillow. It's black. Có cái gối nào màu đen không? Watch film on it. Con có thể xem phim ở, con có thể dùng nó để xem phim á. What am I? Nhìn vậy. Gì lên nó sẽ có cái gì này là cái gì nào? I'm a yes a television. Now your turn. Bây giờ con cho cô ví dụ xem. Lên ví dụ đi theo cái cách này nè. Con nghĩ ra mấy cái câu mà để con mô tả cái đó đó. One minute. Con suy nghĩ đi nè. Con cho cô ví dụ xem. Mình làm hết phần này rồi mình nghĩ nào. Okay. Are you ready? You tell me. Nào lên. Con cho cô xem, con nói cho cô xem nào. Many books in me. There are many books in me. Okay, number one. How about number two? Number two, please. I don't know. Oh. Tôi cho con một ví dụ nữa nha. Now, it's black. Brown. I am brown. There are many books in it. Rồi, cái gì nữa? I'm very tall. I'm tall. Okay, and I'm brown. Okay, is that right?
Hết chưa? Có gì nữa không? I guess it is a bookcase. Is it a bookshelf? Bookcase. Bookcase, is it right? Lynn? A bookcase không con? Okay, that's right. Thank you. And now, give me once more. Cho cô một ví dụ cuối nào. I'm in a living room. I'm in a living room. Yes, living room. Some water and juice. I'm in a living room. Now, how about the second sentence? Câu thứ hai là gì lên? I'm white. I'm white. Oh, what? I'm white. Okay, and what else? In me is some juice and water. Some juice and water. In me. Living room, juice and water. Is it a pot? Juice and water in me. Is it a pot? Có phải là cái bình không Linh? Không ạ. Không hả? Vậy lấy gì ta? Is a cup? Is it a cup? Yes, that's right. Okay, very good. Now can you try one more? Con thêm một cái nữa được không nào? The last one. Wonderful. I'm wonderful. Oh, that is wonderful. And how about number two? Number two. Pink. Pink. Oh, what is it? Wonderful and pink. And once more, number three. Clues number three. I'm short. Oh my God, what is it? Is it a skirt? Có phải cái váy không? Có phải cái váy không con? Or shorts? Hay là cái quần? Cái quần đùi? Cái quần short? Không phải hả? What is it? What is it? It's flower. Oh, it's a flower. Okay, it's one thing and it's short. It's a flower. Okay. Let me see. Okay. Flowers. Maybe you should use, you can see it in a garden or in a room. Ha, con phải nói thêm một cái dữ kiện nó ở trong vườn hay là nó ở trong phòng đó thì cô mới biết chứ. Okay. Now, okay. Now that is all about our lesson for today. Do you have any questions for me? Con có câu hỏi nào không nào? No. No. If you don't have any question, remember do your homework. Con nhớ làm bài về nhà của mình nha. Okay.